Rồi chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nam quay tùng chiếc bán nha anh em. Đó, giao lưu với anh em mọi miền tổ quốc luôn. Tùng củ tỏi có, rồi vô bầu có luôn nha anh em. Đó, vô bầu thì giá cao hơn. Đó, đây là củ tỏi ra rễ rất nhiều. Đây, tụi em đang vô bầu cực kỳ nhiều, số lượng cực kỳ nhiều. Ra rễ cực mạnh luôn nha anh em. Nhánh cao từ 1 mét trở lên nha. Đó, tầm 1 mét trở lên không. Nhánh nè, mấy anh so sánh với ngón cái của em gần bằng ngón cái luôn. Đó, có cánh nhánh bự hơn ngón cái luôn. Đây, nhánh này khúc gốc là bằng ngón cái em luôn nha. Rễ cực kỳ mạnh. Đó, nhánh này nè. Đó, nhánh nào như nhánh ấy nha anh em. Đó, giao lưu nhánh chiếc giống vậy luôn, hoặc là vô bầu tùy theo anh em. Đó, vô bầu thì cao hơn, còn nhánh chiếc thì rẻ hơn. Nhánh chiếc như thế này 50.000 một nhánh nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Đó, đây tụi em đang vô bầu nè, rất là nhiều luôn. Rồi để cực kỳ khỏe mạnh. Đó, nhánh nào cũng như nhánh ấy, còn là hàng lựa không nha anh em. Đó, có nhánh bự hơn luôn nè. Đó, nhánh này chiếc là bự hơn luôn, rễ cực kỳ mạnh. Đó, 50k một nhánh củ tỏi vậy nha anh em. Nó cao khoảng 1m2 đến 1m5. Đó, giao lưu với anh em mọi miền tổ quốc luôn. Anh em nào mua số lượng là có số lượng luôn nha. Đó, chiếc của nguyên cái vườn tùng này nè, mấy ngàn nhánh lận. Đó, đang vô bầu. Đó, anh em nào mua bầu thì có bầu luôn, mua nhánh chiếc thì có nhánh chiếc luôn. Mình chiếc cái vườn tùng hàng ngàn cây, số lượng cực kỳ nhiều. Đó, giao lưu mọi miền tổ quốc, ship mọi miền tổ quốc luôn nha anh em. Nó cây ra rễ khỏe mạnh. Đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại, tí em để số điện thoại ở phần mô tả nha anh em. Anh em liên hệ trực tiếp Zalo, Facebook cũng được luôn. Đó, số hộ thì đã bấm tao mô tả. Đọc số hộ của mày đi. 039 5657. Đó, anh này chủ vườn nha anh em. Đọc lại cái ơi. Số điện thoại 039 5657 888. Đó. 039 5657 888 nha anh em, liên hệ trực tiếp số điện thoại đó luôn nha anh em, hoặc là Zalo luôn nha. Đó, tí em để số điện thoại với phần mô tả luôn. Đó, với cái tiêu đề có số điện thoại luôn cho anh em liên hệ trực tiếp cho dễ. Vạn niên tùng. Đó, số lượng rất là nhiều. Cực khủng, nguyên cái vườn tùng cực khủng đang chiếc nha anh em. Đó, rất nhiều. Đó, ai là anh chủ vườn. Rồi chào tất cả anh em nha.